Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin số và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tập đoàn Meta phát động chiến dịch nhận diện lừa đảo trên không gian mạng. Các doanh nghiệp viễn thông cần tăng cường truyền thông về tắt sóng 2G đến nhóm người yếu thế. Xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công việc tốt hơn tại một số cơ quan nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với tập đoàn Meta phát động chiến dịch nhận diện lừa đảo nhằm chia sẻ tới cộng đồng người dùng mạng xã hội các hình thức phòng tránh lừa đảo trực tuyến hữu ích. Chiến dịch truyền thông nhận diện lừa đảo sẽ tập trung vào 6 trong số 24 hình thức lừa đảo trực tuyến đã được Cục An toàn Thông tin xác định là điểm nóng tại Việt Nam, gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm, lừa đảo tài chính, lừa đảo cho vay, lừa đảo xổ số và lừa đảo mạo danh. Trong chiến dịch nhận diện lừa đảo, một loạt các hình ảnh và video ngắn về cách nhận diện và xử lý lừa đảo trực tuyến sẽ được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của Meta và kênh thông tin Cổng Không gian mạng Quốc gia do Cục An toàn Thông tin vận hành, cũng như trên website Tư duy thời đại số tại địa chỉ withingdigital.fb.com của Meta. Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông cần tăng cường truyền thông về tắt sóng 2G đến những người có ít cơ hội tiếp cận thông tin đầy đủ như người cao tuổi, người sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. So với những người dùng di động tại các thành phố, thị xã, thị trấn, nhóm người dùng yếu thế như người cao tuổi, trẻ em, người sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ít có cơ hội tiếp cận thông tin thông suốt. Do đó, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trong thời gian tới cần truyền thông mạnh mẽ hơn, trao đổi kinh nghiệm với nhau nhằm cung cấp thông tin đầy đủ nhất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt nhất từ nay đến ngày 15 tháng 9. Từ ngày 16 tháng 9, các nhà mạng sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G. Bên cạnh đó, lực lượng thông tin cơ sở tại các địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác trên địa bàn nhằm truyền tải thông tin đến từng người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cho biết đã triển khai các trạm sử dụng công nghệ XGS-PON tại gần 60 tỉnh thành, cho phép nâng tốc độ truyền dẫn dữ liệu tối đa 10 gigabit trên giây cho cả tải lên và tải xuống trên một đường cáp quang. XGS-PON là tiêu chuẩn truyền dẫn quang học được phát triển dựa trên nền tảng của công nghệ PON. Công nghệ này giúp giải quyết bài toán chênh lệch giữa hai đường tải vốn là hạn chế của công nghệ cũ đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Theo VNPT, việc cân bằng giữa hai đường tải sẽ phù hợp với xu thế và nhu cầu của người dùng Internet, khi các ứng dụng như trò chơi trực tuyến, livestream, IoT, học online, điện toán đám mây đòi hỏi đường tải lên tốc độ cao. Tuy nhiên, đây chưa phải là tốc độ đến người dùng cuối. Thực tế, các gói cước của VNPT cho gia đình đang dừng lại ở 1 gigabit trên giây. Khi đưa vào công nghệ XGS-PON, người dùng vẫn sử dụng trên các đường truyền và thiết bị có sẵn, nhưng tốc độ thực tế được tăng cường, đồng thời giảm độ trễ, giúp ứng dụng truyền dữ liệu trực tuyến mượt mà hơn. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đã phát động cuộc thi dữ liệu với cuộc sống Data for Life năm 2024. Cuộc thi dữ liệu với cuộc sống năm 2024 mở rộng đối tượng dự thi là các công dân quốc tế. Ban tổ chức sẽ cung cấp cho đội thi kho dữ liệu mở từ các nguồn hợp pháp công khai như 10.000 dữ liệu dân cư giả lập, dữ liệu về tai nạn giao thông và camera giao thông, nhóm dữ liệu từ các tổ chức và doanh nghiệp. Các đội thi đăng ký tham gia hạng mục phù hợp gồm chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, kèm tên ý tưởng sản phẩm. Cuộc thi sẽ trải qua 3 vòng gồm sơ loại 30 đội, trung khảo 10 đội, từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Các đội sẽ nộp bài thi trực tuyến từ ngày 7 tháng 8 đến trước ngày 15 tháng 9. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 390 triệu đồng. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, với sức mạnh trong phân tích dữ liệu, dự đoán và đưa ra các giải pháp tối ưu, trí tuệ nhân tạo AI có thể hỗ trợ đắc lực cho con người để cải thiện hiệu suất làm việc. Chính vì vậy, một số cơ quan nhà nước đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phục vụ cho công việc, giúp cán bộ, nhân viên tiết kiệm thời gian, công sức mà vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc. Đối với các cán bộ ngành Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, việc sử dụng phần mềm trợ lý ảo trong quá trình làm việc đã trở nên quen thuộc. Được triển khai từ năm 2022, đến nay đã có hơn 173.200 văn bản pháp luật,
27.600 câu hỏi giải đáp tình huống pháp lý và 1,4 triệu bản án được tích hợp vào trợ lý ảo. Với nguồn dữ liệu khổng lồ như vậy, trợ lý ảo giúp cán bộ tòa án tra cứu văn bản pháp luật nhanh chóng, dễ dàng và chính xác, thay vì phải tra cứu trên văn bản giấy như trước đây. Qua đó, giúp cán bộ công chức ngành tòa án tiết kiệm thời gian và giảm tải 30% khối lượng công việc. Khi mà tôi cần một cái văn bản tố tụng mẫu nào đó, tôi có thể lên phần mềm trợ lý ảo và đánh trực tiếp vào đấy, hoặc là có thể nói. Và phần mềm trợ lý ảo sẽ tìm kiếm một cách nhanh chóng và chính xác nhất cái văn bản mẫu đấy để mình có thể áp dụng vào trong chuyên môn. Khi có khó khăn gì đó thì mình sẽ lên diễn đàn trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và đăng một câu hỏi mình thắc mắc đến lên diễn đàn và sẽ được các thẩm phán trên mọi miền đất nước giải đáp cho mình. Là một trong những cơ quan nhà nước sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công việc, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã tích hợp chatbot AI ngay trên trang thông tin điện tử của đơn vị nhằm có thể hỗ trợ cán bộ, công chức và người dùng nhanh chóng. Chatbot AI này về cơ bản là phần mềm được thiết kế như một trợ lý ảo, được cung cấp dữ liệu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thông tin kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Thanh Hóa và sẽ được cập nhật liên tục. Nhờ đó, chatbot AI có thể xử lý, giải đáp các câu hỏi của người dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng và hoàn thiện các tính năng của chatbot AI này để nâng cao trải nghiệm của người dùng trong quá trình sử dụng. Trước mắt là Sở sẽ tiếp tục đưa toàn bộ các số liệu chỉ tiêu về công tác hoạt động của ngành, các cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cũng như các hướng dẫn, các tài liệu, thông tin báo cáo lên trên cái ứng dụng trợ lý ảo để giúp cho các cán bộ công chức có thể rút ngắn cái thời gian tham mưu. Thứ hai là định hướng lâu dài thì sẽ trợ lý ảo sẽ thay thế được một số công việc của các cán bộ công chức trong Sở Thông tin Truyền thông cũng như trong toàn ngành thông tin truyền thông, và sẽ có những cái định hướng để báo cáo tổng kết nhân rộng ở trên địa bàn toàn tỉnh. Có thể thấy, những ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, chất lượng công việc, tiết kiệm thời gian, công sức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đó, việc ứng dụng AI trong hoạt động của cơ quan nhà nước cũng đặt ra một số thách thức. Với việc ứng dụng AI trong các tổ chức quản lý hành chính của nhà nước thì nó sẽ cần cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố về mặt con người. Ở đây con người ở đây tức là chúng ta sẽ cần phải có những nhân lực họ có thể hiểu và họ tiên phong trong cái việc ứng dụng cũng như là tìm hiểu các công cụ AI cho phù hợp với cái đơn vị của chúng ta của mình. Ngoài ra về mặt công nghệ thì hiện nay các công nghệ AI nó cũng đã rất là dễ tiếp cận với các tổ chức, với chi phí rất là hợp lý cũng như là các cái công nghệ nó rất là phổ biến rồi. Cho nên là cái việc mà các rào cản liên quan đến công nghệ gần như đã được gỡ bỏ rất là nhiều và chúng ta dễ dàng tiếp cận hơn. Với sự phát triển của công nghệ thì việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng trở nên phổ biến. Các cơ quan nhà nước cần chủ động trong việc lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế hoạt động công việc, qua đó nhằm nâng cao chất lượng công việc, hướng đến xây dựng chính phủ số hiện đại và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tổ chức, cá nhân chỉ sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều người dùng vẫn chưa biết cách đăng nhập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bằng VNEID. Do vậy, trong bản tin số và công nghệ hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước để đăng nhập Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bằng tài khoản VNEID. Để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trên máy tính, người dân cần truy cập địa chỉ dịchvucong.gov.vn, chọn đăng nhập. Trang web sẽ chuyển sang giao diện cho phép người dùng nhập cái số định danh cá nhân 12 số, sau đó nhập mật khẩu và đăng nhập. Ngoài ra, người dùng cũng có thể dùng ứng dụng VNEID để quét mã QR và đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong, có thể tiến hành các dịch vụ công trực tuyến, từ thông tin cư trú, giấy tờ tùy thân đến các phúc lợi về bảo hiểm, tra cứu hồ sơ. Người dân cũng có thể đăng nhập và sử dụng dịch vụ công quốc gia trên trình duyệt của điện thoại di động theo các bước sau. Đầu tiên là truy cập vào địa chỉ dịchvucong.gov.vn, chọn thanh menu ở góc phải bên trên màn hình, chọn đăng nhập. Tại đây, người dùng có thể chọn quét mã QR hoặc là đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Nếu bạn đăng nhập ứng dụng VNEID và truy cập trình duyệt quét trên cùng một thiết bị thì sẽ không thể mở app quét mã QR mà phải đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ công. Sau khi nhập 12 chữ số và mật khẩu, hệ thống sẽ gửi một mã OTP xác nhận về số điện thoại. Người dùng nhập mã này và bắt đầu sử dụng các dịch vụ như bình thường. Bản tin số và công nghệ xin tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.